Mô Phật, mời lớp của chúng ta bắt đầu buổi tiếp theo. Thì cái bài này lớp của chúng ta có thể thuộc được không ạ? Thuộc được ha. Mình cố gắng học. Nếu có thi thì chúng ta viết được chữ Pali và nghĩa. Bây giờ chúng ta làm câu Pali. Anh ấy xô Bút Trăng và Đức Phật Vandati đảnh lễ. Anh ấy đảnh lễ Đức Phật. Họ đảnh lễ Đức Phật T Bút Trăng Vandati. Bạn đảnh lễ Đức Phật Toan Phút Thăng Văn Đà Sĩ. Các bạn đảnh lễ Đức Phật Tùm Hê Phút Thăng Văn Đà Thác. Con đảnh lễ Đức Phật A Hăng Phút Thăng Văn Đà Mỹ. Chúng con đảnh lễ Đức Phật Mai Văn Phút Thăng Văn Đà Mã. Tương tự như vậy, chúng ta đảnh lễ Pháp Sô Tham Măng Quan Đà Tý. Con đảnh anh ấy đảnh lễ Pháp T Tham Măng Quan Đà. Quan Đà gì? Giờ mời một bạn trong lớp. Giơ tay. Mời thầy Thích Chí Công. Mời thầy làm 5 câu còn lại. Dạ. Thưa ni sư là T sang sang găng văn đan tý toang toang sang găng văn đà sĩ chung hê sang găng văn đà tha. A hăng sang sang găng văn đà mỹ quan văn đà mỹ mây yang sang hăng văn đà mã. Dạ, cảm ơn thầy. Lớp của chúng ta tự tự mình viết lại. Dễ mà ha. Chúng ta đã thực tập nhiều câu, thực tập nhiều rồi nên là chúng ta tự viết lại. Và bây giờ chúng ta tiếp tục ứng dụng. Upasako Ramang Gacchati. Thì Upasako là cư sĩ nam hoặc Phật tử nam, thiện nam. Gamang là làng, Gacchati là đi đến ngôi làng. Số nhiều là Upasaka, Gamang, Gacchanti. Những thiện nam đi đến ngôi làng. Savako Tamang Sunati. Đệ tử, người đệ tử lắng nghe giáo pháp. Sava cô là đệ tử. Nghe giáo pháp. Sunati. Câu 4 là Savaka Thamang Sunanti là những người đệ tử, nhiều đệ tử. Nhiều đệ tử nghe giáo pháp. Câu 5 Putto Thamang Deseti là Đức Phật thuyết giảng. Deseti là thuyết giảng.
Thamang là giáo pháp. Câu số 6, Putta Thamang Den Senti. Nhiều Đức Phật thuyết giảng giáo pháp. Thì như vậy chúng ta đã qua cái câu đơn chủ từ, động từ và túc từ. Câu số 7, Upasako Chiwarang Deti. Thì Upasako là cư sĩ nam hay Phật tử nam. Động từ Deti là cho, Chiwarang là tấm y. Người Phật tử nam cúng dường tấm y. Câu 8, Upasaka Chiwarang Deti. Những Phật tử nam cúng dường tấm y. Câu số 9, So Chetiyang Vandati. Anh ấy đảnh lễ bảo tháp. Chetiyang là bảo tháp, làm túc từ của động từ Vandati. Câu số 10, T Chetiyang Vandanti. Họ đảnh lễ bảo tháp. Câu 11, So Bochanang Deti. Anh ấy cúng dường thực phẩm hay thức ăn. Câu 12, T Bochanang Deti. Họ cúng dường thức ăn. Mời một bạn trong lớp làm cái câu này. Chia cái động từ thích hợp với chủ từ tương ứng. Dạ, mời Trần Thị Thu Thúy. Đọc và dịch luôn. Dạ, A Di Đà Phật. Con chào sư. Mời cô đọc. À, con tạm thời quen cái chữ Vihara là có nghĩa là gì ạ? Vihara nghĩa là tịnh xá, Gacchati là đi đến, So là anh ấy. So anh ấy, T là họ, Toan là bạn, Tùm hê các bạn, A hăng là con, Ma văn là chúng con. Dạ, A Di Đà Phật, con xin trả lời ạ. T V Ha Răng. Đọc câu đầu đi cô. So V Ha Răng Gát Chà Tí. So V Ha Răng Gát Chà Tí. Anh ấy đi đến tỉnh xá. Dạ rồi. Câu tiếp ạ. Tê vi hà răng gác chăn tiết. Họ đi đến tỉnh xá. Toan vi hà răng gác chăn xít. Chắc gác cha xít. Bạn đi đến tỉnh xá. Tinh hê vi hà răng gác cha tham. Các bạn đi đến tỉnh xá. A hăng vi hà răng gác cha tít. Gác cha mí tít. Mí má. Ngôi một là mí má. Gác cha mí. Gác cha mí. Biết ma văn vi hà răng gác chà mắt nghĩa là gì con? Dạ, nghĩa là chúng tôi đi đến tỉnh xá. Rồi, cảm ơn con. Dạ, bây giờ chúng ta tiếp theo vi hà rati là ở. Câu đầu chúng ta thấy Putto Viharati, Đức Phật
ở hay cư Phật cư trú. Putta viharanti, nhiều Đức Phật cư trú. Toan viharasi, bạn ở trú ngụ, bạn trú ngụ. Tinhe viharatha, các bạn trú ngụ. Ahang viharami, tôi trú ngụ. Mayang viharama, chúng tôi trú ngụ. Thì bây giờ chúng ta tương ứng như vậy với chủ từ là Budo, Buddha, Toan, Tunhe, Ahang, Mayang. Với cái động từ Bhuchati là hỏi, giờ Đức Phật hỏi thì chúng ta sẽ đọc như thế nào? Mời một bạn. Thầy Thích Giác Nghiêm, mời thầy. Thầy đặt câu với cái động từ Bhuchati là hỏi. Mô Phật ni sư với đại chúng nghe nói mà. Mời thầy. Dạ mô Phật. Putto Bhuchati. Bhuchati. Dạ thầy dịch. Gọi là Đức Phật. Bhuchati là hỏi. Yeah. Đức Phật hỏi. Dạ. Hỏi Buddha. 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 Bhuchanti là nhiều Đức Phật hỏi. Hỏi Toam Bhuchasi là bạn hỏi. Hỏi Tumhe Bhuchatha là các bạn hỏi. Aham Bhuchami là tôi hỏi. Aham Bhuchami là tôi hỏi. Mayang Bhuchama là chúng tôi hỏi. Rồi thầy, dạ, hiểu bài, cảm ơn thầy. Và đến DCT là thuyết giảng. Dạ mô Phật. Thầy làm luôn hả? Rồi mời thầy luôn. Dạ mô Phật. Putto de se ti là Đức Phật thuyết giảng. Putta de se ti là nhiều Đức Phật thuyết giảng. Toam Desensi là bạn thuyết giảng. Tumhe Desentha là các bạn thuyết giảng. Desentha. Desentha là các bạn thuyết giảng. Ahang De Ahang Desemi là tôi thuyết giảng. Mayang Desema là chúng tôi thuyết giảng. Dạ, yeah, cảm ơn thầy. Dạ, yeah, cảm ơn. Ở bài này chúng ta chọn chủ từ với động từ thích hợp. Chủ từ bên đây Putto là Đức Phật, Toan là bạn, Ahang là tôi, Upasaka là những cư sĩ, Mayang là chúng tôi, Tumhe là các bạn. Thì đây là chúng ta có chủ từ và chúng ta chọn động từ tương ứng. Thì để làm được bài này chúng ta phải nhớ đến cái biến cách của động từ tí, anh tí, si, tha, mi, ma. Chúng ta nhớ chưa? Và tương ứng với động từ này, những cái động từ biến cách tận cùng, những cái đuôi biến cách của động từ tí, anh tí, sĩ, tha, mi, ma tương ứng với chủ từ. Chủ từ chúng ta có là gì? Sô, tê. Sô, tê tương ứng là tí, anh tí. Rồi toan, tum, hê tương ứng là sĩ, tha. A, hăng, mai, giang tương ứng là mi, ma. Chúng ta phải nhớ như vậy.
có 6 chữ thôi. Sô tê là đại từ, thì tương ứng là tí, anh tí. Rồi toan tum hê tương ứng là xí thá. A hăng mai giang tương ứng là mí má. Vậy bây giờ chúng ta nhìn vào cái đuôi biến cách này để chúng ta tương ứng với chủ từ này. Giờ mời một bạn trong lớp đã hiểu bài mà có làm sai cũng không sao. Đó. Không có vấn đề gì. Làm sai thì mình học lại, học tiếp. Dạ mời một vị. Sư cô Thọ Nguyên. Rồi mời sư cô. Dạ, mời sư cô. Dạ môn Phật con bạch ni sư. Dạ đọc, con xin phép ni sư con làm là cả lớp của chúng ta cùng làm ha, rồi sư cô đọc và chúng ta kiểm tra. Bút đồ. Bút đồ đề xê tí. Đề xê tí là một. Một đề. Tham viharasi. Toàn. Thì cái biến đuôi biến cách là gì? Toàn gì? Dạ viharasi. Viharasi là hai b. Sư cô dịch nghĩa luôn. Puto dạ. De tí là dạ thưa là Đức Phật giảng pháp. Đức Phật giảng dạ. Thôi. Ừ dạ. Dạ. Số 2 toàn 2b dạ. Là gì? Là viharasi. Viharasi. Dạ là nghĩa này là bạn ở. Rồi câu 3. Dạ câu 3 là aham gachami. Nghĩa là tôi đi. Dạ rồi. Số câu 4 là ubasaka gachanti. Là những gachanti là cư sĩ nam đi. Mấy vị. Dạ những cư sĩ nam đi. Dạ rồi. Số 5. Dạ số 5 là Mayam Demat. Nghĩa là chúng tôi cho. Đúng số rồi. 6 là Tum He De Tha. Nghĩa là Tum He là các bạn cho. Rồi, cảm ơn sư cô. Lớp của chúng ta hiểu chưa? Chúng ta nhớ tí, sô tê. Sô tê tương ứng là tí, anh tí. À, rồi toan, tâm hê tương ứng là biến động từ. Có biến cách đuôi của động từ là xí thá. Rồi a hăng, mai giang, đuôi động từ biến cách tương ứng là mí má. Sư cô làm đúng rồi ha. Rồi chúng ta tiếp. Bây giờ chúng ta chọn chủ từ và động từ tương ứng. Mời một bạn. Mời một bạn làm. Mời. Mời thầy Quang Hậu. Quang Hậu. So. Mời Phật sư. So là hà ti. So thì cái đuôi biến cách so nghĩa là gì và chọn cái đuôi biến cách là gì, rồi thầy chọn thầy dịch một câu luôn. So là anh ấy là hà ti. Là hà ti. Hà ti nghĩa là gì thầy? Là có. Có anh ấy có. Ngay có hay anh ấy đạt được. Được nghĩa. Rồi thầy cứ đọc đi rồi đây sẽ
hỗ trợ nghĩa, nếu thầy quên, toan là bạn, số ít, thì cái đuôi biến cách là gì? Karasi. Charasi là gì? Tâm là thực bạn. Hành. Thực hành. Thực hành, bạn thực hành. Rồi a hăng là a hăng là a hăng là hà mi là hà mi la pa mi a pa mi la pa mi nghĩa là gì? Là tôi la pa mi là tôi có, tôi nhận được, tôi có, tôi nhận được. Được. T. T là họ. Họ san san nam tí. Su nam tí. Su nam tí. Su nam tí. Su nam tí. Có nghĩa là họ. Họ nghe. Nghe. Họ nghe. Nghe. Số năm. Mày Giang. Mày Giang là chúng tôi. Mày Giang. Mày Giang. Caroma. 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 Chúng tôi làm. Chúng tôi làm. Tùm, số 6 là Tùm Hê. Tùm Hê là các bạn. Gacha Tha. Gacha Tha. Gacha Tha. Các bạn đi. Đi. Giờ chúng ta làm lại, một bạn khác làm lại cái bài tập này. Trước hết là chúng ta phải hiểu nghĩa. Để dịch thì chúng ta phải hiểu nghĩa và ngồi. So là anh ấy, mà so biến cách là tí, thì chúng ta tìm trong đây có chữ tí cuối là la pa tí, là có, anh ấy có. Toan thì chúng ta nhớ so tê là tí anh tí. Toan tum hê là xí tha, thì toan nghĩa là xí, mình coi cái đuôi xí. Cha ra xí là thực hành, bạn thực hành. A hăng. A hăng thì mí má. A hăng mà dăng thì a hăng là mí. Mình nhìn chữ mí là la pà mí, là nhận được, có được. T. Chúng ta thấy sô t thì tí, an tí. T này chúng ta phải tìm với chữ an tí. Su nam tí là nghe. Họ nghe. Mai dăng thì chúng ta thấy mai dăng là a hăng mà dăng, tương ứng là mí má. Mai văn thì mình tìm chữ má là caro má, nghĩa là chúng tôi làm. Tum hê thì chúng ta thấy toan tum hê tương ứng là si tha, thì tum hê có nghĩa là gat cha tha là đi, các bạn đi. Bây giờ chúng ta nhớ lại ha. So te, so te, tí anh tí. So te, tí anh tí. Toan tum hê, toan tum hê, si tha, a hăng mà giang, a hăng mà giang, mi ma. Thì chúng ta đọc nguyên câu là so te toan tum hê, a hăng mà giang, so te toan tum hê, a hăng mà giang. Tương ứng với động từ, biến các cái đuôi cuối cùng của động từ phải là tí anh tí, si tha mi ma. Chúng ta lặp lại cái đuôi biến cách của động từ tương ứng với chủ từ, đại từ nhân xưng. Thì chúng ta có tí anh tí, si tha mi ma, so te toan tum hê, a hăng ma yang, tí anh tí, si tha mi ma. Bây giờ chúng ta ráp ngược lại thì như vậy chúng ta cứ đọc thì chúng ta sẽ nhớ. Nè, chúng ta thấy nè. So. Bây giờ
cùng một động từ này dễ hơn, cùng một động từ nhưng cái biến cách khác nhau, đuôi biến cách của động từ khác nhau. Giờ chúng ta chọn chủ từ, mời một bạn, mời một bạn. Thầy Thọ Nguyên, mời thầy Thọ, thích nữ, sư cô Thọ Nguyên. Dạ, môn Phật, con bạch ni sư. Dạ, thưa là một C, một xô, xô là, dạ thưa một là xô, gô cha tí. Gác cha tí. Gác cha tí. À, F, dạ, một F. Dạ, có dịch trong bạch ni sư. Dịch luôn. Dạ, con bạch ni sư là anh ấy đi farm. Toàn Gachasi có nghĩa là bạn đi. Gachasi, Gachasi là bạn đi. Aham Gachami nghĩa là tôi đi. T Gachanti nghĩa là họ đi. Mayam Gachama nghĩa là chúng tôi đi. Tâm hê Gachatha nghĩa là các bạn đi. Dạ, sư cô làm đúng rồi, cảm ơn. Thì ở đây chúng ta thấy bên cái động từ đi là Gachati, thì chúng ta thấy là Gachati là mình nhìn cái chữ tí thì tương ứng là chữ so. Tí anh tí si tha mi ma, chúng ta đây tí anh tí si tha mi ma, nhìn vào cái đuôi biến cách thì chúng ta sẽ tìm cái động từ tương, chủ từ tương ứng với động từ này. Dễ không quý quý thầy cô? Mình chưa quen thì mình phải làm nhiều. Bây giờ nghe động từ, nghe chia biến cách. Chúng ta nhìn tí, anh tí, sĩ, tha, mi, ma. Tí, chúng ta tìm tí, anh tí, sĩ, tha, mi, ma. Mình tương đương với cái động chủ từ và mình chọn so, tê, toan, tùm, hê, a, hăng, ma, giang. Thì bây giờ chúng ta kết hợp câu này dễ, mời lớp mình giơ tay nhiều lên. Nhờ thầy Pháp Vũ. Mời thầy. Dạ mời, mời thầy Pháp Vũ. À, so sunati. Dạ, dịch luôn ạ. Dạ, là anh ấy nghe tê sunanti, họ nghe toàn sunasi, bạn nghe tum hê sunatha, các bạn nghe a hằng suna sunami, tôi nghe ma dằng sunama, chúng tôi nghe. Dạ, yeah, cảm ơn thầy rất là cảm ơn sư cô rõ ràng. Tiếp theo bây giờ chúng ta chọn động từ tương ứng với cái câu được cho ra ở đây. Mời lớp của chúng ta. Thầy Bủ Minh. Mời thầy. Đề tí là cho. Bo cha năng là thực phẩm.
Đà gia cô, chủ từ tức là thí chủ. Đà gia ca là những thí chủ, thì nó tương đương với chữ xô và tê. Ngôi thứ ba, số ít và số nhiều. Nhà mời thầy. Rồi rồi, thầy làm đi ạ. Đọc lớn tí ạ. Đà sa ca. Đà gia cô. Đà gia ca, đà gia cô. Bo cha năng. Bo cha năng đệ tử. Mời thầy dịch tiếng Việt nghĩa. Vị thí chủ. Đà gia cô là vị thí chủ. Động từ đê tí là cho. Bo cha năng là thực phẩm. Cúng dường. Đê tí có nghĩa là cúng dường. Cúng dường thực phẩm. Câu tiếp ạ. Đà gia cà. Thầy nói lớn lớn tí ạ. Đà gia cà. Bo cha năng. Động từ là gì? Đen tí. Cúng dường. Tức là những thí chủ cúng dường thức ăn. Rồi chữ toan là bạn. Toan. Banjana. Bo cha năng. Bo cha năng. Đuôi biến cách là D gì? Là đuôi biến cách là đen là đen ti. Đề sĩ. Đề sĩ. Toàn là sĩ. Tí. En tí. Sĩ tha. Mi ma. Đen. Đề sĩ. Bạn cúng dường thức ăn hay thực phẩm. Và tum hê các bạn. Tum hê. Bo cha năng. Bo cha năng. Bo cha năng. Đề tha. Đề tha. Đề tha. Các bạn cúng dường thức ăn. A hăng. A hăng. Bon cha năng. Đề bí. Rồi, đúng rồi thầy. Là nghĩa là gì ạ? Chúng tôi là chúng con. Con cũng vừa thức ăn. Rồi câu tiếp. Câu ba cuối ạ. Ba ma văn ba gia ná. Bo cha năng. Bo cha năng. Đêm má. Cho nên đêm má là chúng con cũng chịu thức ăn. Dạ, cảm ơn thầy. Thầy hiểu bài rồi đó. Thì để làm được những cái động từ này mình phải thuộc tí, anh tí. Ở đây thì không chữ A thì chữ E. Tí, anh tí. Đê, si, tha, mi, má. Giờ chúng ta qua một bài khác. Mời lớp của chúng ta cùng đọc từ vựng để hiểu nghĩa. Ariya Savaka. Ariya Savaka tức là Ariya là thánh, Savaka là đệ tử, tức là thánh đệ tử. Thì chữ thánh đệ tử này có hai nghĩa. Hoặc là đệ tử đó đã chứng thánh. Ví dụ như như Ngài Xá Lợi Phất. Thì khi chúng ta có thể nói là thánh đệ tử. Vì Ngài là đệ tử mà đã chứng thánh. Ví dụ như ông Cách Cô Độc. Cũng là một đệ tử cư sĩ. Đệ tử tại gia nhưng đã chứng thánh. Hay như bà Visakha.
Bà cũng chứng thánh lúc bà 8 tuổi là bậc thánh Sotavana, tức là bậc thánh Tu Đà Hoàng. Thì những bậc thánh là đệ tử của Đức Phật thì gọi là thánh đệ tử, dù đó là đệ tử thì có đệ tử xuất gia, đệ tử tại gia. Nên vì đệ tử nào xuất gia hoặc tại gia nhà đã chứng thánh thì gọi là thánh đệ tử. Nghĩa thứ hai là đệ tử của bậc thánh. Thì vì hai từ này đều hai nghĩa đều đúng với ngữ pháp. Savako là đệ tử, Ariya là đệ là thánh. Nếu viết đúng là Ariyasa, Ariyasa là đệ tử của bậc thánh. Tức là chúng ta dù vị đó là thánh tăng hay phàm tăng, dù vị đó là cư sĩ, thánh cư sĩ hay cư sĩ phàm nhân, thì đều chúng ta là đệ tử của Đức Phật, hoặc là đệ tử của Ngài Xá Lợi Phất, hoặc là đệ tử của Ngài Mục Kiền Liên, đệ tử của Ngài Phú Lâu Na, thì Đức Phật cũng là bậc thánh. Và các thánh nhân A-la-hán của Ngài cũng là bậc thánh. Nên nghĩa thứ hai rộng rãi phổ biến là dành cho đệ tử của Đức Phật, dù đó là phàm nhân hay thánh nhân, đệ tử của bậc thánh. Vì chúng ta đệ tử của Đức Phật mà Đức Phật là thánh, là một bậc đã giác ngộ, nên chúng ta được gọi là đệ tử của bậc thánh. Xin lập đọc lại nha. Ariya Savaka. Tiếng Bali thật ra rất là dễ đọc. Nếu quý thầy cùng quý sư cô cùng quý Phật tử mình chưa biết đọc á, thì mình nghe lại cái bài tuần vừa rồi có chỉ cách đọc. Ví dụ như chữ này ba âm tiết, à mình đọc là à. Y ngắn mình đọc là ri. Dạ, Ariya, Ariya đều được. Ariya, vì chữ A này nó đứng một mình, nó là một âm tiết, là một nguyên âm. Âm tiết thứ hai là phụ âm là R, ra, còn với Y là nguyên âm. Ariya, chữ A này là dài, thì mình đọc dài một chút, xà, xà. Chữ quá này mình nó là ngắn, chữ nguyên âm ngắn, mình đọc ngắn chút, sa wa ka, sa wa ka. Chữ pho là thuộc âm môi có chữ h, pho, pho cha na, pho cha na, tức là thực phẩm. Ayu, ayu là tuổi thọ. Wan na, Vanna là dung sắc, là sắc đẹp. Sukha, Sukha là hạnh phúc. Phala, Phala là sức mạnh. Patipanna, chúng ta thấy chữ A, hai chữ A, một A dài và một A ngắn, đọc khác nhau là Phana, Phana. Patipanna, Pati Panna là trí tuệ nhanh nhẹn. Trí tuệ, nếu trí tuệ bình thường thì cũng là trí tuệ, người có trí tuệ, nhưng mà trong cái trí tuệ nó lại có trí tuệ rất là nhanh, cũng một trong một hội thuyết pháp mà người có trí tuệ nhanh là Đức Phật vừa thuyết giảng là họ lãnh hội cái sự sắc bén, lãnh hội trí tuệ của họ rất là nhanh. Còn cũng có trí tuệ nhưng mà cũng phải từ từ mới hiểu, nghe hết. Nên có những cái bậc trí tuệ chúng ta thượng, trung và hạ. Ví dụ có người thượng căn thượng trí là gọi là Patipanna, là thượng căn thượng trí. Trí nhưng mà của bậc thượng. Thì những bậc thượng căn thượng trí như thế này, chỉ nghe một bài kệ hoặc
một câu kinh ngắn là chứng thánh. Còn cũng có người có trí thì mới chứng thánh được, nhưng mà phải nghe hết bài kinh. Hoặc được nghe một lần, hai lần, ba lần. Hoặc có thể tu một tháng, một năm. Còn như Ngài Xá Lợi Phất là Patipanna. Ngài chỉ nghe Ngài Mã Thắng đọc có bài kệ 4 câu thôi. Nghe qua thôi, không cần giảng. Chỉ nghe qua đọc bài kệ là Ngài chứng thánh Tu Đà Hoàng. Và khi là hiểu được cái ý bài kệ đó do của Đức Phật giảng và Ngài Mã Thắng đọc ngân nga lên. Và khi nghe một bài kệ như vậy rất ngắn thì Ngài đã liễu ngộ được cái pháp, cái chân lý thật tướng của các pháp và Ngài chứng thánh liền. Như vậy gọi là Patipanna. Thì trong hội thuyết pháp có người nghe một bài kệ là chứng, có người nghe nửa bài kinh giảng, có người nghe hết bài kinh đến cuối thời kinh thì mới chứng đắc, có người nghe nhiều bài kinh, nhiều ngày tu tập thì mới chứng đắc. Nên là trí tuệ mà đối với thượng căn thượng trí gọi là Patipanna. La Pati là có, đạt. La Pati Đề tí là cho, cúng, bố thí, cúng dường, nặng. Bây giờ chúng ta đọc với bài kệ. Ariya Savako Pochanang Đề tí. Ariya Ariya Savako Ariya Savako Pochanang Pochanang Đề tí Đề tí. Ariya Savako Pochanang Đề tí. Tức là đệ tử của bậc thánh cúng dường thực phẩm, thức ăn. Đệ tử của bậc thánh, Savako là đệ tử, Ariya là của bậc thánh, hoặc nghĩa thứ hai là thánh đệ tử. Ví dụ như bà Visakha hoặc ông Cấp Cô Độc lên cúng dường thực phẩm đến Đức Phật thì chúng ta nghĩa thứ hai là thánh đệ tử cúng dường thực phẩm. Còn bây giờ các Phật tử chưa chứng thánh mà đem cúng dường thực phẩm đến chùa thì gọi là Ariya Savako Pochanang Đề Tí, đệ tử của bậc thánh. Chúng ta là đệ tử của Đức Phật, là đệ tử của bậc thánh cúng dường thực phẩm. Thì cúng dường thực phẩm tức là người thí chủ đó, cái cô Phật tử đó, cái vị thí chủ đó đã cho cái gì? Sô là vị ấy chỉ cho cái vị đệ tử này, vị tử, đệ tử của bậc thánh, cái người thí chủ này. Anh ấy, vị ấy, à dương là tuổi thọ. Đề trí là cho cái tuổi thọ, là cho cái thọ mạng. Quan năng, quan năng là sắc đẹp, là nhan sắc, là nhung sắc. Đề tí là cho, là cho cái nhan sắc, nhung sắc. Xuất khăn đề tí tức là anh ấy, chủ từ là làm vị ấy, là vị thí chủ mà cho thực phẩm, cúng dường thực phẩm thì vị ấy cho về sự an lạc, hạnh phúc. Tha lăng đề tí tức là vị ấy, đề tí là cho, tha lăng là sức mạnh. Patipanna đề tí tức là vị ấy cho trí tuệ. Tại sao mà nói khi cho thực phẩm, cúng dường thực phẩm đến đến Đức Phật, đến tăng đoàn hay đến một vị nào đó, cúng dường một bữa cơm, ví dụ như chúng ta cúng chay tăng đi là cúng dường thực phẩm.
Thì bữa cơm hôm đó, ngày hôm đó chúng ta đã cúng dường đến vị thí chủ đó, đã cúng dường tuổi thọ. Vị ấy đã cúng dường nhan sắc, sức mạnh, ngoại hình tốt, sắc đẹp, cúng dường sự an lạc, hạnh phúc, cúng dường sức khỏe, sức mạnh và cúng dường trí tuệ, sắc bén. Vì sao? Vì khi chúng ta hộ trì cho một bữa ăn, cho thực phẩm nuôi dưỡng cái người tăng ni Phật tử mà cúng dường như vậy, thì vị ấy đã, chúng ta có ăn thì chúng ta mới có được tuổi thọ, có thực phẩm nuôi dưỡng thì chúng ta mới được có được cái tuổi thọ. Nên nói vị ấy cho tuổi thọ, cho cái thọ mạng. Và khi chúng ta có được cái dinh dưỡng, cái nuôi dưỡng thực phẩm tốt, nuôi dưỡng những, thì ngoại hình chúng ta mới dễ xem, chúng ta mới có sắc tốt tươi nhuận. Thử chúng ta không có thức ăn 3-4 ngày, nhiều ngày không ăn thì hình sắc chúng ta có hồng hào, có tươi nhuận, có dễ xem không? Héo úa, gầy gò, xanh xao, bệnh tật. Nên khi cho thực phẩm, cho dinh dưỡng đầy đủ thì chúng ta đồng thời là người đó cho nhan sắc, cho cái ngoại hình tốt, cái sự hồng hào, sắc diện nó tươi nhuận, tốt đẹp, tức là cho cái dung sắc. Và khi chúng ta được no đủ, được khỏe mạnh thì chúng ta an lạc, tâm thân khỏe, tâm an. Và chúng ta có được sức mạnh. Khi thân khỏe, tâm an thì sức mạnh chúng ta có. Và đồng thời chúng ta học hành, chúng ta tu tập, chúng ta có trí tuệ. Còn một cái thân bệnh hoạn, một cái thân suy dinh dưỡng thì học có được không? Tu có tốt không? Rất là khó. Trí tuệ cũng không phát sanh trong một cái thân bệnh hoạn, trong một thân mà đói khổ hoặc là bệnh tật. Do đó mà cho thực phẩm được năm cái phước này mà các sư hay chúc phụng, cầu chúc cho thí chủ là sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và trí tuệ. Đó là năm cái phước của trời người. Tức là thí chủ cho thực phẩm, tức là vị ấy cho về tuổi thọ, cho về nhan sắc, cho về sự an lạc, cho về sự sức mạnh và cho về trí tuệ. Và đồng thời theo nhân quả thì chúng ta cho gì chúng ta được cái đó. Chúng ta gieo nhân gì chúng ta được cái quả đó. Thì vị ấy, xô là anh ấy, là vị ấy, ô pi là cũng vậy, cũng tương tự vậy. À dâm là tuổi thọ, là bà tí có được tuổi thọ, nhận được tuổi thọ. Thì nhân quả từ cái mình cho và mình nhận nó tương ứng với cái nhân và cái quả. Nên vị ấy cũng nhận được, cũng có được cái tuổi thọ, cũng có được, Lapati là có được hay nhận được, văn năng là nhan sắc, nhung sắc, đẹp đẽ. Xuất khăn Lapati là có được sự an lạc, sự hạnh phúc. Tha lăng Lapati là có được cái sức mạnh. Pati phà năng Lapati là vị ấy có được cái trí tuệ sắc bén, trí tuệ sáng suốt. Và bây giờ câu này là bài kệ ngắn, một cái bài kinh nói về sự cúng dường. Và chúng ta, cái bài kinh tên là Ariya Savako, Thánh Đệ Tử. Là đề tí, đề tí là cúng dường, là chữ động từ đề tí. Thì mời lớp của chúng ta cùng tụng cái bài kệ này. Ariya Savako bo cha nang de ti so ayum de ti wan nang de ti
Sukhang đề tì, hà lăng đề tì, bà tì bà năng đề tì. So pi ayum la bà tì, văn năng la bà tì, sukhang la bà tì, hà lăng la bà tì. Pati panang lapati. Thì chúng ta biết rằng là khi mà nói về sẵn cái đề tài này, chúng ta đề cập một chút về cái sự bố thí. Về bố thí thì chúng ta có bốn loại. Thứ nhất là chủ thí. Chủ thí là gì? Chúng ta bố thí như một vị chủ, bố thí đến như một vị chủ, tức là cái thực phẩm của chúng ta hay là bất cứ một cái vật phẩm vật gì chúng ta dâng cúng. Dâng cúng có thể đến cha mẹ, có thể đến tăng ni, có thể đến tam bảo Phật pháp tăng, hoặc đến một người chúng ta cung kính là thầy tổ. Thì chúng ta cúng dường, thứ nhất là bậc thượng, là chúng ta cúng giống như là chủ cúng, cúng đến người chủ, đến người mà chúng ta tôn kính, là kính thí. Tức là phẩm vật đó được cung kính và dâng cúng hơn cái mình đang dùng. Ví dụ như nhà mình ăn gạo 10 ngàn nhưng mình cúng gạo đến 15 ngàn trên cái phẩm mình đang dùng, gọi là kính thí, kính cúng một cách rất là cung kính. Thì tương ứng như vậy, khi chúng ta nhận được cái quả, cái phước quả nó đến là thượng, bậc thượng, tức là chúng ta sẽ được nhận cái quả hơn cái sự mong đợi. Nên là khi mà quả đến, chúng ta được cái gì chúng ta cũng được bậc nhất. Ví dụ như là chúng ta được cái nhân quả nó đến, nó tương ứng với cái quả chúng ta gieo. Còn ví dụ bậc trung gọi là bằng hữu thí, tức là như bạn bè, mình có gì mình cho đó. Ví dụ mình ăn gạo 10 ngàn, cúng gạo 10 ngàn ngang bằng với cái mình đang xài thì gọi là bằng hữu thí. Còn nô tỳ thí, tức là cho cái người thấp kém, tức là cái phẩm vật mình xài, ví dụ mình ăn gạo 10 ngàn cho gạo 5 ngàn là thấp hơn cái mình đang dùng, hoặc là mình cái mình dư thừa, hoặc là thay vì mình bỏ đi, mình dục đi, mình không xài đến thì mình mới đem cho. Thì cái đó gọi là bậc hạ, bậc thượng, bậc trung và bậc hạ. Cái phẩm vật mình cúng từ cái đâu? Từ cái sự cung kính, từ cái sự thành tâm của mình. Nên là cái quả phước nó đến, nó cũng tương ứng với cái tác ý, cái phẩm vật mình dâng cúng. Điểm thứ hai, khi nói về cúng dường thì chúng ta có là bốn loại. Thứ nhất, cái người cúng dường là chỉ đi bậc một, là chỉ cúng những gì mình đem, mình chỉ kêu gọi, tức là người này chỉ gọi đông tây nam bắc là thập phương bá tánh đi quyên góp, rồi lấy tiền quyên góp đi làm phước từ thiện. Nhưng mình không bỏ tiền của mình ra thì mình có cái công gọi là đi quyên góp thì cũng có phước. Nhưng người này sẽ được phước gì? Tức là phước của chúng ta sẽ được đông đúc bạn bè, đông đúc bà con quyến thuộc. Mình có nhiều cái quyến thuộc nhưng mình không có tiền. Người thứ hai, dạng người thứ hai, tức là mình cúng dường bằng cái tiền của mình, không cho ai hùng vô. Tức là
cái chuông hồng chuông này là mình tôi cúng, một mình tôi là đại thí chủ, ai hùng tôi không cho nha, một mình tôi trọn gói, không cho ai hùng á. Thì khi mình cúng mà mình không kêu gọi, khuyến khích bạn bè, người thân cũng như những người xung quanh cúng chung với mình, hùng phước với mình, thì mình sẽ được cái gì? Có quyền lực, có tiền bạc nhưng cô đơn, sống cô đơn. Và thứ ba là vừa cúng dường bằng cái công sức tiền của mình và vừa kêu gọi cũng như cho những người khác cùng hùng phước, thì vừa khuyến khích người khác làm, mình làm và khuyến khích người khác làm, thì cái người thứ ba này được phước gì? Phước giàu có, phước quyến thuộc đông, bạn bè đông và có quyền lực. Người này luôn luôn ở vị trí đứng đầu lãnh đạo trong một hội chúng, vị này đứng đầu vì vị này luôn luôn kêu gọi cho mọi người cùng. Cùng làm với mình. Dạng này là tuyệt vời. Là Đức Phật khuyến khích cùng làm phước và kêu gọi mọi người cùng làm phước, hoan hỷ với mọi sự hùng phước của mọi người. Và người thứ tư không bỏ tiền ra cúng dường, không kêu gọi khuyến khích người ta cúng dường, mà ai làm phước thì ganh tị, nói dèm, nói pha, nói những lời cho người ta nhục chí, người ta không muốn làm, với cái sự ganh ghét. Như vậy người này Đức Phật nói là sẽ bị cái quả báo gọi là vừa sống cô đơn cô độc không ai nương tựa, mà vừa nghèo cùng khốn khổ, vì không có gieo được cái nhân lành. Dù có đông người nhưng người ta không quan tâm đến mình, sự hỗ trợ giúp đỡ không có. Nên đó là bốn dạng. Thì như vậy thì khi mà chúng ta làm phước, có một phân tích khác Đức Phật dạy, nói chung rất nhiều bài kinh Đức Phật dạy người cúng dường phải làm sao để được trọn vẹn phước báo. Thứ nhất là khi cúng dường phải có tác ý trong sạch, sự thành kính, và trong ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai. Trước khi cúng, trong lúc đang cúng và sau khi cúng xong, nghĩ về cái việc phước cúng dường đó, bố thí đó phải hoan hỷ, gọi là ba thời tác ý trong sạch. Còn nếu chúng ta mất một thời trước khi cúng, chúng ta chuẩn bị đồ rất là vui, đang lúc cúng chúng ta vui, nhưng sau khi cúng về hối hận, luyến tiếc, thấy tiếc của, rồi nói ôi cúng không có phước báo gì hết, thấy hao tốn hay là mình tiếc nuối, thì như vậy người này sẽ bị cái phước quả, phước và quả, cái quả báo như thế nào? Có tiền nhưng không xài được, có tiền để đến cho vui và xài không như ý. Không như ý có nghĩa là sao? Tiền mình có, mình chi phí cho cái điều không như ý, ví dụ như bệnh hoặc là con phá sản hay bị những cái rủi ro mà tiền nó phải tiêu mất, tức là có nhưng mình không xài, không xài được. Hoặc là có những người tiền giàu có nhưng mà sống cơ cực, tiết kiệm bỏn sẻn và không dám tiêu xài, rồi khi không đủ phước để tiêu dùng. Nên là khi cúng mình phải rộng lượng, hoan hỷ trong các thời, trước khi cúng, trong khi cúng và sau khi cúng. Đó là những cái nhắc nhở của Đức Phật khi chúng ta làm phước để chúng ta có được trọn vẹn cái phước. Bây giờ chúng ta đã còn 5 phút nữa, chúng ta làm cái bài tập. Bây giờ bài tập cho lớp của chúng ta là dịch ra bài kinh này, đoạn Bali này toàn. Nãy giờ chúng ta là Sô là Ariya Savaka, là những vị đệ tử của Bậc Thánh. Ariya Savako là một vị, bây giờ Savaka thì nhiều vị, nên động từ được đổi tất cả đều ở số nhiều, đen tí là số nhiều. Và bây giờ chúng ta đổi chủ từ là toan là bạn, thì động từ là đê xí.
và chúng ta tự thay và dịch dịch nghĩa. Và tiếp theo thì chúng ta gọi là tâm hê là các bạn, rồi sau đó là a hăng và mai giang. Đây là bài tập chúng ta về viết lại và làm đổi theo cái chủ từ và động từ tương ứng cho nó đúng. Bây giờ trước khi kết thúc, chúng ta mời một bạn làm chọn chọn câu này theo động từ này thì chúng ta sẽ chọn chủ từ là gì. Mời một vị nào hiểu bài xin giơ tay, chúng ta làm xong bài này chúng ta kết thúc buổi học hôm nay. Bạn nào hiểu bài xin giơ tay. Dạ, thầy Thích Giác Nghiêm. Mời thầy. Thầy Thích Giác Nghiêm. Dạ, mô Phật. Dạ, đi sư nghe con nói không? Rồi, thầy đọc đi. Đọc và dịch. Dạ. Hai từ này, thầy chọn từ nào? Mà muốn chọn thì thầy phải nhìn vào động từ. Dạ. Te Posanam Denti. Nghĩa là gì? Chúng tôi T là sao chúng tôi? So là anh ấy, T là gì? Các bạn họ họ cúng dường thực phẩm. Rồi. Giờ thầy chọn động từ T. Dương đen tí. Có nghĩa là gì thầy? Họ cúng dường dùm là dùm tuổi thọ, họ cúng dường tuổi thọ. Văn năng đen tị cúng dường, cúng dường dung sắc xuất khăn. Xuất khăn đem đem tí là cúng dường sự hạnh phúc. Ba năm đen tí là cúng dường sức mạnh. Pa ti pa năng đen tí là cúng dường trí tuệ. Rồi, cảm ơn thầy. Đến một vị khác. Dạ, mời một vị khác. Dạ, mời thầy Minh Thuận. Dạ, mô Phật, Minh Sơn nghe con nói mà. Mời thầy đọc. Sô bí và năng a hăng chứ, a hăng. Dạ. Con dạ chào con. Dạ a hăng ti a dâm là bà mí, nghĩa là gì ạ? Dạ a hăng là tôi, ký là cũng, là tôi cũng. Động từ là ba tí là cũng có tuổi thọ, ai dung là tuổi thọ. Là tôi cũng có tuổi thọ. So so phi so phi đọc lớn lên nè. Dạ. So phi quan năng quan năm. So thì động từ là gì? So là động từ là tí. Là dạ. La pati. Anh ấy cũng có dung sắc. Sophie và năm la pati.
Câu năm. May răng. May răng. May răng. Phí. Phí. May răng phí. Sưu khâm. Sưu khâm. May răng thì động từ đuôi là gì? May răng động từ đuôi là mắt. Thầy là thầy chọn chữ nào? Là chữ thứ hai á, la ban la la ban á, la ba mắt. La ba mắt. La ba mắt. Chúng răng. Tôi cũng chúng tôi cũng có an lạc. Dạ, một thức ăn là an lạc. Rồi. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, một Phật, cảm ơn. Câu 6, câu 7, mời một vị nữa. Thích Duy Tâm. Thầy Thích Duy Tâm. Câu 6 thầy. Dạ thưa con đi à tâm là a si. Toàn phi pha lăng. Pha lăng. La pa si. La pa si. Nghĩa là gì thầy? Dạ thưa ni sư. Mic của con có bị gì? Bạn cũng có sức mạnh. Rồi, thôi mời thầy. Cảm ơn. Rồi, mời một bạn khác tiếp. Diệu Hoa. Cô Diệu Hoa. Câu số 7. Mời cô Diệu Hoa. Cô Diệu Hoa có không? Dạ có, cô sư có nghe con nói không ạ? Rồi rồi, bây giờ cô nói đi. Dạ mô Phật. Tê Pi Bà Ti Hà Năng. Bà Ti Bà Năng. Bà Ti Bà Năng. La Pham Ti. Dạ cô dịch ạ. À, họ cũng có trí tuệ nhanh nhẹn. Có trí tuệ nhanh nhẹn. Rồi, cảm ơn cô. Dạ, mô Phật. Bây giờ, mời lớp chúng ta làm một... Bây giờ chúng ta làm một cái câu này về bài tập ở nhà. Ha? Là vị Thiện Nam tạo dựng một tịnh xá và chúng ta làm tiếp những cái câu tiếp theo. Mời lớp của chúng ta làm bài tập về nhà nha. Và tiếp theo đây cũng là bài tập về nhà. Anh ấy đi đến ngôi làng. Chúng ta chụp lại và viết ra làm bài tập. Và hôm nay chúng ta kết thúc ở bài ở đây. Chúng ta còn mấy like nữa, nhưng mà trong tài liệu thì chúng ta, cái này cũng ôn lại cái bài nãy giờ chúng ta học. Bây giờ mời lớp của chúng ta bài tập cuối cùng là viết biến cách của các động từ. Tất cả là 10 động từ. Thì chúng ta viết cái biến cách của 10 cái động từ ở ngôi 1, ngôi 2, ngôi 3, số ít và số nhiều với số tê toan tùm thê a hăng ma giang. 10 cái động từ này chúng ta viết lại. Nhờ viết lại, phân tích, chúng ta hiểu bài và chúng ta nhớ chữ luôn, nhớ nghĩa luôn. Và chúng ta kết thúc, mời lớp của chúng ta chắp tay mình hồi hướng. Y đằng nô nha ti năng hô tu su ki ta hôn tu nha ta yô
Y đằng nô nha thì nằng hô tu su kỳ ta hôn tu nha ta yô. Y đằng nô nha thì nằng hô tu su kỳ ta hôn tu nha ta yô. Y đằng vá ta mê phun nhang a sa vá khaya vá hăng hô tu y đăng vát ta mê bún nhăng a sa va khaya va hăng hô tu y đăng vát ta mê bún nhăng a sa va khaya va hăng hô tu y đăng mê bún nhăng nipana sa pachayo hô tu y đăng mê bún nhăng nipana sa pachayo hô tu y đăng mê bún nhăng nipana sa pachayo hô tu Buddha sasanang chirang tithatu Buddha sasanang chirang tithatu Buddha sasanang chirang tithatu Sadhu 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 Recording stopped.